Son Nguyễn TV. Hôm nay hai chị em mình sẽ giúp bố mình làm món cua hấp và ếch sáo măng nha. Các bạn thấy video này hay, đừng quên đăng ký kênh và nhấn like nha. Giới thiệu với các bạn, đây là món ếch đùi, còn đây là món cua đá nha. Bây giờ hai chị em mình sẽ giúp bố mình xả. Các bạn ơi, bây giờ là mình đang đi lấy xả cho bố mình nha. Đi thôi. Món dân tộc Mường, dân tộc ta nhé các bạn. Đây là con cua này. Nếu các bạn thấy hay đừng quên đăng ký kênh và nhấn like nha. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem.